Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Em là Hoài Nam, là nhân viên tư vấn bán hàng ở 3146 Phạm Thị Hiển, Tuấn Nguyễn Music. Thì hôm nay em sẽ nói về cái cây Roland RB102 để cho cô chú anh chị và các bạn có thể tham khảo nếu như muốn mua online hoặc là so sánh với những sản phẩm khác thì có thể xem hết cái video của Hoài Nam. Em sẽ cố gắng làm nó chi tiết nhất và nó không có dư thừa thời gian nào hết. Bây giờ mình sẽ vô vào vấn đề chính nha. Thì RB302 sẽ là sản phẩm hướng đến những bạn đã biết chơi piano ở mức trung bình khá, và đối với những bạn có điều kiện muốn đầu tư một cái sản phẩm nào đó cho nó ok ở bước đầu mình tập, như là cảm giác chơi nó thoải mái hơn này, nó điềm đạm hơn này, nó nhiều chức năng hơn, thì chúng ta có thể đầu tư cây 102 là tuyệt vời, rất ok. Thì hiện tại bên Tuấn Nguyễn Music và Viettel Music đang có chương trình khuyến mãi với dòng piano điện RB302, thì các bạn có thể tham khảo đường link mình để ở dưới. Hiện tại giá của sản phẩm này đang khuyến mãi còn 25.100.000 đồng. Nó sẽ tặng kèm cho các bạn bao gồm ghế, tai nghe, khăn phủ phím. Và đối với những hậu mãi đi theo kèm đó là sẽ bảo hành cho bạn 2 năm này, đổi trả trong vòng 3 ngày nếu có lỗi, đổi cây đó luôn. Và sẽ lắp ráp và vận chuyển đến nhà các bạn miễn phí, hướng dẫn các bạn luôn nha. Thì giải bề ngoài thứ nhất là sản phẩm này có hai sự lựa chọn cho cô chú anh chị và các bạn. Thứ nhất nó là màu đen bóng, thứ hai đó là màu nâu gỗ. Riêng bản thân của Hoài Nam sẽ thích màu nâu gỗ hơn, bởi vì nó đẹp hơn và nó sang trọng hơn. Nếu chúng ta nhà chúng ta có kết cấu như là chuyên về nội thất gỗ thì chúng ta nên chọn màu nâu gỗ, nó sẽ hợp hơn. Thứ nhất là chúng ta để ở phòng khách nè, nó cũng đẹp này, để ở phòng ngủ nhưng mà cái không gian hơi rộng rộng tí nha, nó cũng đẹp này. Hoặc là màu đen nó cũng như vậy thôi. Nói thật ra thì cái màu nâu gỗ với màu đen này, nếu mà chúng ta đứng cách xa khoảng 3 mét thì chúng ta sẽ nhìn nó là hoàn toàn màu đen, khi mình tới gần mình mới thấy được màu nâu gỗ. Ở đây hai vấn đề mà Hoài Nam sẽ quan tâm nhiều nhất, thứ nhất là cái công nghệ bàn phím, thứ hai là cái nguồn âm thanh. Bởi vì hai cái này là cực kỳ quan trọng đối với một sản phẩm âm nhạc nha. Thì cái công nghệ bàn phím trên cái cây RB302 mà Roland ứng dụng đó là E33Z. Em đọc nghe nó lấn cấn đúng không? Em sẽ phiên âm trên màn hình để cô chú anh chị có thể tham khảo cái chữ đó nha. Em nói chung anh văn thì em không có được giỏi lắm. Thì cái công nghệ bàn phím này nó là dạng như là dạng ngà. Thì đây là một cái chất tổng hợp giống như ngà voi. Nhớ nha, đây là chất tổng hợp nha, không phải là ngà voi 100% nha. Nếu mà để làm ngà voi 100% trên cái sản phẩm này á, thì ít nhất cũng phải 2-3 cặp ngà, thì giá nó sẽ không được như vậy đâu, giá nó sẽ nhân ý lên trên. Đấy. Và những cái phím đen này người ta cũng làm dạng như là giả mung, chứ không phải là mung 100%. Đây là bàn phím giả nghe các bạn, là những cái chất tổng hợp mà người ta giả giống như cái sản phẩm trên piano cơ cao cấp để cho các bạn có chơi. Nhưng mà các bạn an tâm về chất lượng, cái này người ta đã nghiên cứu rồi, những cái chất này rồi thì nó sẽ rất là bền và nó sẽ ít những cái hư hao này kia, nên là các bạn nghiên cứu rồi, các bạn cứ an tâm ở phần này. Thì sẽ đi sâu hơn, soi mối kỹ hơn một tí thì sẽ cho các bạn xem trên các bàn phím EveryG thì chi tiết nó sẽ nhiều hơn những cái sản phẩm như là RB102 hoặc là FB này. Đây các bạn có thể thấy, khi mà chúng ta tắt điện, ta soi bằng cái đèn pin thì nó sẽ có những cái rãnh rất là nhỏ. Cái chi tiết này nó tràn ra cả hai bên hông luôn, các bạn có thể thấy được. Chi tiết rất là nhiều, đó là tại sao nó lại đắt hơn những sản phẩm khác. Và thông tin thêm để cho các bạn biết, hệ bàn phím E33Z này, cái độ dài của bàn phím nó sẽ dài hơn những cái công nghệ như là pha 4. Thì cái bàn phím nó dài hơn nó có tác dụng gì? Thứ nhất là cái độ đàn hồi nó sẽ êm hơn, và chúng ta đánh vô cái lực nó nảy và cái lực nó xuống nó cũng đầm hơn những cái sản phẩm công nghệ bàn phím như là pha 4 hoặc là GH của Yamaha. Đấy, để cho các bạn tham khảo cái công nghệ con này. Và cái hệ bàn phím của Roland nó cũng có dạng hai nấc. Khi chúng ta ấn xuống một tí thì nó sẽ có một nấc, ấn nhẹ thêm một cái, thêm một tí lực nữa thì nó sẽ xuống nấc. Thì cái dạng này như là cái chuyển động của cái cây búa trên cái cây piano acoustic như thế này, thì chúng ta gõ xuống thì nó có hai chuyển động. Thứ nhất là nó chạm vào búa, nó gần tới dây thì nó sẽ sựng lại. Cái này ở trên những cái đàn ren thì người ta sẽ gọi đây là những cái stud phím. Thì cái này nói chung là mình chỉ thấy trên Roland người ta sẽ giả được cái này là ok nhất. Những dòng như Yamaha, Casio thì mình chưa thấy giả cái dạng như thế này. Thì túm rụm lại cái công nghệ E33Z, cái tên gì mà khó đọc quá. Nói chung là công nghệ bàn phím của Roland RB302 thì nó sẽ cho các bạn cái độ chơi chắc tay, mình lướt ngón nó sẽ đều hơn và cái độ ổn định trên bàn phím nó sẽ tốt hơn.
nghệ supernatural, đó là siêu tự nhiên, cái tên nó lên tất cả, nó sẽ là siêu tự nhiên. Còn nó dạng như là supernatural là như thế nào thì các bạn có thể xem lại cái video clip của Hoài Nam trên cái cây sản phẩm RB102 thì phải. Thì nó là dạng như là người ta thu mỗi một cái phím như thế này, người ta sẽ thu một cái sao, gọi là người ta sẽ trồng lên gần 100-200 gì đó cái sao, tùy mức độ đánh nhẹ mạnh rất mạnh đó. Thì người ta sẽ thu lại tất cả trên một phím như vậy, người ta thu hết 88 phím này. Nó làm sao để cho nó siêu tự nhiên nhất trên những cái cây ren đạt chuẩn quốc tế. Đó là như vậy. Mình giải thích nó hơi trừu tượng, nhưng mà các bạn xem lại cái clip của thằng RB102 thì các bạn sẽ hiểu được. Và tại sao các sản phẩm RB102 FP nó rẻ hơn, cũng xài Supernatural nhưng mà cái tiếng nó lại không được giống như 302. Một tí mình sẽ giải thích cho các bạn nghe. Và chia sẻ thêm cho các bạn một điều, đó là đa phần những khách hàng đến họ sử dụng từ những cái tiếng của Yamaha, Casio hoặc những thương hiệu khác, thì họ quấn trên vô lăng họ sẽ phá một câu: cái tiếng sao nghe khô vậy. Thì đúng rồi, tại vì người ta thu vào những cái gọi là cái sao để nghe chắc hồi nãy mình đã có nói rồi, thì người ta cố gắng làm sao cho nó thật nhất, nó giống thật nhất, nên là người ta sẽ không có thêm những cái hiệu ứng gì bên trong của cái nguồn âm thanh đó, như là điều vợt hay là áp phách gì để cho nó nghe nó mềm ra. Nếu mà các bạn so ra, các bạn nghe trên Casio, nếu như các bạn nào thích nguồn âm thanh mềm thì Casio nó sẽ đứng đầu, bởi vì nó rất là nhiều những cái áp phách nằm ở bên trong cái sao đó, các bạn nghe nó cứ vang. Còn thằng Golang đặc biệt đánh những cái bass và những cái âm cao nghe nó khô lắm, nhưng mà khô cái dạng như là khô thật, khô nó chắc âm chứ không phải là nó khô mà nó lại mỏng âm giống như Casio hoặc là những sản phẩm của thương hiệu khác vậy đó. Mình không biết, mình không có so sánh. Người ta nói mình đá hàng mệt lắm, nhưng nói gì nói thì đây là một cái sản phẩm dòng tạm gọi là gần trung cấp thôi, nên là những cái âm cao của nó cũng không có được bén lắm, nó vẫn còn mỏng một tí ha. Các bạn nghe kỹ, đối với những cái bạn nào đã chơi lâu năm thì bạn nghe thì nó sẽ hơi mỏng tí. Còn đối với những bạn nào mới chơi thì đây là một cái sản phẩm quá tuyệt vời rồi. Không có bàn cãi với những bạn mà mới tập chơi hoặc là chơi ở mức gọi là trung bình tí thì chúng ta không có thể nào nhận ra được cái nguồn âm thanh như thế này đâu. Như vậy là quá tốt rồi, dòng như thế này là quá tốt rồi. Để cho các bạn hình dung được cái nguồn âm thanh, mình sẽ thử cho các bạn nghe một cái đoạn ngắn từ suy nghĩ bắt đầu sau quên vậy. Âm bass và cái âm chép sao để cho nó dung hòa, để cho các bạn nghe và cảm nhận nha. Với cái nguồn âm thanh Supernatural và thêm vào đó là hai giắc tai nghe 6 ly và 3.5 ly, chúng ta có thể sử dụng tai nghe của cái điện thoại cũng được. Và cái công nghệ tai nghe này nó sẽ sử dụng công nghệ 3D. Đây là một cái lý do tại sao mà rất nhiều bạn hỏi: ủa tại sao em ghim lên cái loa rồi mà sao nghe âm thanh nó cứ vang, em không có thể nào hiệu chỉnh được. Đó là do các bạn không chịu tắt cái chức năng 3D trên cái tai nghe, nên là nó sẽ nghe vang. Khi các bạn tắt chức năng này thì nó sẽ hết thôi. Đơn giản mà, thì rất nhiều các bạn thắc mắc, nên hôm nay mình sẽ giải đáp cho bạn như vậy luôn. Thì nguồn âm thanh Supernatural này nó sẽ đi kèm với hai cái loa, đó là 12W, tổng cộng là 24W. Đây cũng là lý do tại sao mà tiếng ở trên cái cây 302 âm thanh nó lại chắc hơn những cái dòng vẫn sử dụng Supernatural như là 102 và dòng FB. Đó là do cái loa các bạn. Bởi vì cái những cái loa nhỏ, cái âm thanh nó phát ra Cái công suất có nhỏ, nên là những âm thanh nó phát ra nó sẽ bị nén lại một phần nào đó những cái chi tiết mà chúng ta không thể nào nghe được. Cái loa nó sẽ lớn hơn thì nó sẽ ra nhiều chi tiết hơn, những tiết nhỏ hơn thì nó lại lòi ra. Các bạn hiểu không? Tức là nó càng lớn là nó sẽ lòi ra những cái chi tiết nhỏ ở bên trong. Đó là nguyên nhân tại sao âm bass và âm chép của trên cây 302 nó lại nghe nó đầy đặn hơn trên những cái dòng sản phẩm thấp hơn. Đó là do cái loa.
Mình xin nói thêm về những cái loa này. Thì không phải những cái sản phẩm nào loa lớn nó cũng tốt. Nó sẽ chia thành hai dạng: chất lượng âm thanh và độ lớn của âm thanh. Thường thường á, nếu mà các bạn chưa biết gì âm nhạc thì các bạn sẽ nghe: ô, cái loa này lớn quá. Đúng rồi, cái loa này sẽ công suất lớn, nghe nó đã hơn nè. Nhưng không phải, các bạn sẽ nghe bên sâu bên trong, tức là âm bát, âm chép nó có dung hòa lại với nhau không, hay là nó đanh ở phần nào, hoặc là nó bát khắp chỗ phần nào. Đó là cái nguồn âm thanh. Còn cái loa càng lớn, dù là nguồn âm thanh đã yếu, đã dở rồi, thì cái loa có lớn cái nào nó cũng vậy thôi các bạn, hoặc nó nhỏ cái nào nó cũng vậy thôi. À, các bạn cứ, thì các bạn có thể tham khảo cái điều mình nói đấy. Thì các bạn nên chú tâm vào cái chất lượng âm thanh hơn là chú tâm vào cái công suất của cái loa. Đấy. Thì cái dòng RB302 này, người ta đã tích sẵn ở cái model 2020 là có thêm Bluetooth. Cái Bluetooth này á, nó cũng được rất là nhiều thứ các bạn. Thứ nhất là chúng ta có thể hiệu chỉnh được những cái chức năng trong đàn này thông qua smartphone. Cái thứ hai á, là khi mà các bạn kết nối với Bino Bạc Nơi 2 này thì các bạn có thể chơi game như là cảm âm, chấm điểm trên cái ứng dụng nó luôn. Cái thứ nữa là khi kết nối vào cái sản phẩm với Bino Bạc Nơi 2, nó cây 302 nó là một cái thùng piano nha các bạn. Khi các bạn kết nối vào nó sẽ là một cái ọt luôn. À, trong ứng dụng nó sẽ cho các bạn 21 cái điệu để cho các bạn chơi những cái giai điệu sập sình này, bossa nova này, ballad này, nhiều lắm. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái phần Bino Bạc Nơi 2. Và cái đặc thù trên 302 đó là nó sẽ có những cái phím chức năng vật lý và cái màn hình để cho các bạn có thể biết được mình đang chỉnh cái gì và mình đang sử dụng cái tiếng gì. À, đó là cũng là một lợi thế nha. Ngoài ra là đối với những bạn làm YouTuber này cần những cái file MIDI thì cái 302 này nó cũng sẽ ghi âm và nó sẽ xuất cái file qua cái cổng USB trên cái đàn luôn. Cái file nó xuất ra là cái đuôi MIDI. Rất là tốt. Các bạn có thể đưa vào cái Syntime CR gì đấy để các bạn có thể cho nó chạy để các bạn có thể tutorial trên YouTube. Đấy, thì thông tin cho các bạn là bao nhiêu thôi, thì các bạn có thể hiểu rõ hơn cái dòng RB302 này nó sẽ là như thế nào. Mình bỏ ra với đồng tiền với những cái chi tiết như vậy thì nó có đáng hay không, và những cái sản phẩm như là mình có thể so sánh lại thêm. Nhưng mà mình thấy ở Việt Nam chưa có ai phân tích những cái chuyên sâu về thằng Golang và Casio. Đấy, đặc thù là như vậy nên các bạn rất khó để so sánh. Các bạn nhìn thông số không là nó cũng như không thôi. Nó giống như cái điện thoại thì chúng ta có thể nhìn thông số thì ok. Nhưng mà những cái sản phẩm piano này chúng ta chỉ có thể nghe tiếng và chúng ta trải nghiệm thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. Các bạn có biết Mr. Zero? Mr. Zero đang sử dụng cây Roland RB501. Nếu các bạn nào yêu thích Mr. Zero có thể mua cây RB302 về để sử dụng. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì nó cùng thương hiệu. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.